đáng nhớ nhất. Khi giao tiếp chúng ta cần nói đúng và nói đủ để giúp mình có thể tự tin hơn trước mọi người. Mình áp dụng được vào trong công việc, trong mối quan hệ. Điều ấn tượng nhất với mình đầu tiên là cô giáo chia sẻ một số câu chuyện, lý do tại sao mình phải đến những lớp như thế này, hay cho những tình huống thực tế phù hợp, dễ nghe, dễ hiểu trong cuộc sống hàng ngày mà còn thực tế cả trong doanh nghiệp mà hay gặp phải. Cái ấn tượng nhất của mình là nghe được người ta nói chuyện và mình hiểu được nội dung của người ta nói như thế nào, và mình không phải bao giờ chuẩn bị trước cái câu trả lời mà mình phải đặt địa vị của mình và người khác và cái người nói như thế nào để mình sẽ phản ứng được những cái câu trả lời của mình. Mình cảm thấy ấn tượng nhất về phần kỹ năng giao tiếp, trong đó có phần giao tiếp không lời, có chiếm tới 70% thành công trong cuộc nói chuyện của mình, giúp mình hiểu rõ hơn về những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp trong giao tiếp mà mình cần có. Hiện nay thì cái sự cần thiết cho việc là giao tiếp và đàm phán trong doanh nghiệp thì rất là có ý nghĩa đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi vì hiện nay trước đây thì họ vẫn làm theo mô hình là gia đình, cho nên là họ cũng không có các cái văn bản, rồi cũng không có các quy tắc về giao tiếp và ứng xử. Cho nên nó xảy ra những cái lãng phí về nguyên vật liệu cũng như là cái năng suất rất là giảm. Tuy nhiên là từ khi mà họ được tham gia chương trình, học được các giao tiếp và ứng xử thì họ hiểu rằng là như vậy cái vấn đề mà giao tiếp và đàm phán rất là cần thiết cho doanh nghiệp, nên họ cũng rất là mạnh dạn đặt những cái câu hỏi và những cái tình huống thực tế hiện tại trong doanh nghiệp, và họ trao đổi rất là thẳng thắn là cái cách giải quyết như thế nào đối với những cái trường hợp giao tiếp và đàm phán như vậy. Đó là cái điều mà rất là có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp và nhỏ khi mà tham gia các cái khóa học quản trị doanh nghiệp của chương trình Quay Quen.